Chào mọi người nha, em lại tiếp tục em xả luôn, xả hạt, xả nhiệt tình, xả luôn, xả nhiệt tình xả đi. Giới thiệu một con Komatsu G36 làm chuột luôn nha, đẹp, máy này nó rất là đẹp, tinh rất là dày. Máy này thì thứ nhất là máy này em bao nòng, lửa có lửa, lửa mạnh luôn á, bao nòng có lửa, lửa mạnh luôn. Genoa của Nhật. Thì em bao nòng có lửa cho mọi người. Chế qua rồi nha. Má con này chắc về đội sân nổi. Sạch quá. Chế qua rồi ha. Sạch quá. Bao nòng có lửa cho mọi người nha. Thì em xả nha mọi người. Không có chợ cận Tết rồi, với lại cũng không có thời gian, với lại cũng thợ thì nó cũng bận, thợ là thợ thuê chứ không phải là thợ là thợ không nha, không có thời gian, cũng không có thời gian dọn nên xả rẻ đi. Bên sau con này nó hơi rất là năng. Con này thì xả rẻ nha mọi người. Mọi người quay nhìn nè, rất là đẹp, làm chuột luôn nha, công suất rất là ngon. Em xả con này 1,4 triệu nha mọi người, xả nha, 1,4 triệu nha mọi người. Đây là xả rẻ nha, 1,4 triệu giá cuối năm thôi, rất đẹp á, mọi người về nhìn rất là thích, chắc rất là bốc nha. Con này 36, 35, 36cc, 36cc chắc mạnh lắm nha, cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ bốc luôn. Rồi chào anh em nha, chào mọi người ha. Thì mua thì vô chốt chuyển khoản thôi mọi người, con này thì không phải bàn cái gì rồi, con này thì tuyệt vời rồi, các cái nhà rất là bốc. Mà dòng này chắc thì mọi người biết rồi, G này chắc ngang ngửa với mấy cái con G 361, 365 ấy mọi người. Rồi chào mọi người nhé, lam chuột của nó rất là VIP, cái bộ lam xích này khá là cao tiền, mà cũng tìm hàng mới bây giờ thì không nói rồi, hàng mới thì lam xích mới thì không nói rồi. Chào mọi người nha, 1,4 triệu nha mọi người, giá xả nha.